trông rất quen, có phải không? Lần này trúng độc đắc rồi. Hắn bị phong ấn 1000 năm, quay trở lại với lòng đầy căm hận. Sức mạnh của người thường không thể khống chế được hắn. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải chờ chết à? Ông trời không tuyệt đường con người. 1000 năm trước phong ấn được hắn bằng sức mạnh của khối thiên thạch có cùng chung nguồn gốc với hắn. Này, chỉ tiếc là... Lão tiên sinh à, có gì ông cứ nói thẳng đi. Bi rồng và viên ngọc rồng đều là từ thiên thạch mà ra. Bây giờ chúng ta có cách gì có thể giúp chúng khôi phục lại pháp lực năm xưa không? Nói mau đi. Một là người được chọn để tế máu. Hai là cấm chú trên vũ khí hiến tế mà trước giờ đều do Dương Thất cất giữ, nay đã bị thất truyền. Ơ không, đã thất truyền ông còn nói để làm gì chứ? Ông đã mất thị giác rồi. Không phải đang yên đang lành đi học người ta trợ mộ cái gì chứ? Bắt đầu rồi. Xuống địa lao, mau lên, chạy thôi, đi thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Anh Hoàng, cho tôi mượn viên ngọc rồng. Mau lên. Cứu tôi với, đừng qua đây. Cậu không sao chứ? Cuối cùng anh cũng tới. Đi. Đi lối này có thể đến thẳng hầm. Mau lên, mau lên, mau đi theo, mau lên. Mau đóng cửa lại. Hổ tử đâu? Sao chỉ có mình cậu ra ngoài? Hổ tử đã không còn là người nữa. Cậu dám mắng anh em của tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Da cậu ta rơi hết xuống đất. Thảo nào bi trồng không có phản ứng, thì ra là do hắn đổ lốt da người. Thảo nào da đã bị lộn hết rồi, chắc chắn cậu ấy đã chết. Các người, sao các người dám nguyền rủa anh em của tôi? Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Cô sao thế? Cẩn thận. Đại nhân, nhất định phải thành tâm thì lễ tế mới thành công được. Hai người vẫn còn có thể hối hận. Bản đồ. Đây chính là bản đồ đi đến địa cung. 1000 năm trước, khi tổ tiên ta phong ấn Hô Lục Tà, đã để lại cho hậu nhân đề phòng hắn tỉnh lại. Thì ra bản đồ ở đây. Huynh sẽ hối hận chứ? Trái tim của ta, nàng hiểu mà. Lúc nãy là thật sao?
bản đồ. Tấm bản đồ lúc nãy. Cái gì vậy? Có bản đồ này, chúng ta có thể đến địa cung rồi. Đúng, đây chính là hang ổ của Hồ Lộc Tà. Thứ ma quỷ này đi. Tăng cường tuần tra, đảm bảo sự an toàn của từng người trong tộc. Trông rất quen, có phải không? Lần này trúng độc đắc rồi. Các người là ai? Đừng qua đây. Cô đừng qua đây. Đuổi theo, dẫn người đuổi qua đó. Đi, dân dân. Đi thôi, đi thôi. Có sao không anh? Sao người ở đây? Nói đi, nói đi, nói đi. Đồ lỗ, cậu ấy. Đi, anh. Anh. Nó đâu rồi? Ở đâu? Sao? Không sao. Vừa nãy, đừng. Chuyện này đã kết thúc rồi. Chúng tôi đi đây. Tạm biệt, tạm biệt. Đi thôi. Làm phiền rồi. Quay lại rồi à? Biến thành trăng máu rồi. Sức mạnh của Hồ Lộc Tà đang tăng lên. Trên đường đến đây chắc hẳn hai người đã nhìn thấy bức tranh trên tường. 1000 năm trước, tổ tiên bọn ta đã trấn áp Hồ Lộc Tà bằng bia trồng. Cả tộc bọn ta đã canh giữ tòa thành này gần 1000 năm. Mục đích là để ngăn chặn một ngày hắn ta tỉnh lại, gây tai ương cho mọi người. Vì sao cô không giết chúng đi? Bởi vì vũ khí của bọn ta hoàn toàn không thể làm chúng bị thương. Đi. Chết tiệt. Cái quái quỷ gì thế này? Cái thứ gì vậy? Anh, còn một con ở đây nữa này. Là con vừa bắt được đấy. Hai người cũng đã thấy rồi, bị giam trong địa lao này toàn bộ đều là người của tộc ta. Họ bị biến thành ma vì thường xuyên đến kiểm tra cấm điện. Với ta mà nói, họ đều là người nhà của ta.
Nhưng mà tôi không biết nên giúp cô bằng cách nào. Hơn nữa tôi nhất định phải đưa họ rời khỏi đây. Cô nói nhiều với bọn họ như vậy làm gì? Bây giờ không phải lúc người muốn hay không muốn. Nói chuyện kiểu gì thế? Hầu tử, nghe đây, Hồ Luật Tà sắp sửa tỉnh lại rồi. Tất cả dấu hiệu đã cho thấy điều đó. Chúng ta không còn thời gian nữa. Một khi hắn ta thức tỉnh, không ai có thể sống sót. Các ngươi nghĩ có thể nhốt được ta chỉ bằng mấy tấm bia đó sao? Làm sao hai người tìm được nơi này vậy? Tôi và anh em tôi lấy được bản đồ hậu thành. Tôi nói cậu biết, nơi này không ai biết đâu. Ở đâu thế? Ở đây. Lại đây, lại đây. Người anh em. Thế nào hả? Nơi này được đó. Hữu tử, anh Hoàng nói cậu có cách đi qua được địa cung à? Đây là công của cậu em tôi đấy. Lúc chia phần, chúng ta phải chia một phần cho cậu ấy. Xuống dưới địa cung còn phải trông cậy vào hai chúng tôi. Ơ không cậu, nói chuyện địa cung đã. Có Diên Ngọc Trồng bảo hộ, hai người chắc chắn có thể đi qua được địa cung an toàn. Tới lúc đó bọn tôi cầm Diên Ngọc Trồng, hai người dẫn đường, tính đảm bảo gấp đôi. Làm sao cậu biết? Ơ không, số cậu em tôi may mắn lắm. Mà này cậu Đinh, chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền đó. Chúng tôi sẽ lừa người mình hay sao? Anh, em thấy vụ trao đổi này làm được. Bọn tôi là con cháu của dân trợ mộ, bảo xuống dưới đất mà không lấy vàng thì giả tạo quá. Nhưng mà vụ làm ăn này, tiền này tôi không thể kiếm được. Đổi ý tăng giá sao? Như vậy là không có đạo đức. Anh Hoàng à, nếu là món đồ gì đó khác thì tôi sao cũng được. Nhưng mà Diên Ngọc Trồng là chìa khóa của ma trận. Bọn tôi đi đào mộ có quy tắc, không lấy đồ vật mà chủ mộ yêu thích. Huống hồ đây còn là của người sống. Nếu như xuống địa cung, anh muốn lấy gì tôi đều không lên tiếng. Tôi mặc kệ quy tắc gì đó của cậu. Hơn nữa bây giờ Diên Ngọc Trồng đang nằm trong tay chúng ta rồi, không phải rất tốt sao? Thật đáng tiếc các ngươi không thể thống nhất ý kiến. Giết chúng đi. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh, anh đừng qua đây. Hầu tử, anh làm gì vậy hả? Anh Hoàng, hầu tử, cậu làm gì vậy? Anh Hoàng, anh bị điên rồi hả? Có phải hai người bị điên rồi không? Làm gì vậy? Buông tôi ra. Ôi mẹ ơi, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Ngoài ý muốn thôi. Muốn cứu đồng bọn của các ngươi thì hãy đi lấy Chi Ngọc Đồng cuối cùng. Hầu tử, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi anh đã bị hút hồn. Hầu tử cũng bị hút hồn rồi. Hai người họ đã bị quái vật bắt đi. Anh Hoàng, anh Hoàng, xuống đây đi. Cậu đừng có làm ồn. Đi ăn trộm sợ nhất là tiếng động đó. Làm gì vậy hả? Anh Hoàng, hai người làm gì vậy? Không không không. Nhìn bộ dạng tôi thế này, các người nghĩ sao?
Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Nói đùa đó. Không phải như các người thấy đâu, viên ngọc rồng đó bị bẩn. Đứng yên, đứng yên. Xem tôi nói gì nào. Sao các người phải khổ vậy chứ? Có đánh lại cậu ấy đâu. Tôi không nghĩ nhiều như vậy đâu, thật đó. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Muốn học hỏi chút thôi. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm cả rồi, hiểu lầm cả rồi. Quỳnh muốn trộm viên ngọc rồng. Không phải, viên ngọc rồng hơi bẩn. Tôi muốn lau cho sạch. Bây giờ tôi giải thích có còn kịp không? Đừng nghe hắn giải thích. Ta đã bảo bọn họ không phải người tốt. Cô phải nghe tôi giải thích, đừng lừa gạt nữa. Còn giải thích cái gì chứ? Cậu bảo tôi trộm viên ngọc rồng để làm gì? Anh, bớt nói nhảm đi. Dừng lại, Hoàng Hải Sơn. Anh giải thích cho rõ đi. Được, cậu là đánh đi. Chuyện là tôi không muốn lấy, nhưng cậu ấy một mực bắt tôi lấy. Không thể trách tôi được. Bên này, bên này. Hình như họ bị hút hồn rồi. Mục tiêu của họ chính là bia rồng. Trưởng lão, có cách nào đánh thức được họ không? Hãy nghĩ cách kéo dài thời gian cho đến khi gà gáy báo hiệu trời sáng. Sức mạnh của hôn lục tà vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tới lúc đó bọn họ sẽ tự nhiên tỉnh lại. Cái gì? Từ giờ tới lúc trời sáng còn đến 4 tiếng nữa. Viên ngọc rồng, viên ngọc rồng. Viên ngọc rồng gì? Đưa cho tôi viên ngọc rồng. Mau lên. To gan. Đám khốn kiếp các ngươi. Lát nữa sẽ giải thích với các người sau. Không, đừng làm họ bị thương. Hầu gia ta đánh chết mi cho xem. Khi đó đúng là viên ngọc rồng ở trong tay chúng tôi, nhưng mà hắn cầm nó uy hiếp chúng tôi. Toàn bộ sự việc chính là vậy. Tôi biết là do chúng tôi mà ra, nhưng mà mọi người nhất định sẽ cùng vượt qua hoạn nạn. Người nói thì hay lắm. Nếu không phải các ngươi trộm mất viên ngọc rồng. Đủ rồi. Chuyện thành ra thế này, không bằng nghĩ cách nên đối phó thế nào. Trưởng lão, có cách nào khống chế được hắn không? Hắn bị phong ấn 1000 năm, quay trở lại với lòng đầy căm hận. Sức mạnh của người thường không thể khống chế được hắn. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải chờ chết à? Ông trời không tuyệt đường con người. 1000 năm trước phong ấn được hắn bằng sức mạnh của khối thiên thạch có cùng chung nguồn gốc với hắn. Này, chỉ tiếc là lão tiên sinh à, có gì ông cứ nói thẳng đi. Bi rồng và viên ngọc rồng đều là từ thiên thạch mà ra. Bây giờ chúng ta có cách gì có thể giúp chúng khôi phục lại pháp lực năm xưa không? Nói mau đi. Một là người được chọn để tế máu. Hai là cấm chú trên vũ khí hiến tế mà trước giờ đều do Dương Thất cất giữ, nay đã bị thất truyền. Không, đã thất truyền ông còn nói để làm gì chứ? Ông đã mất thị giác rồi.
Không phải, đang yên đang lành đi học người ta trợ mộ cái gì chứ. Bắt đầu rồi. Xuống địa lao, mau lên, chạy thôi, đi thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Anh Hoàng, cho tôi mượn viên ngọc trồng. Mau lên. Cứu tôi với, đừng qua đây. Cậu không sao chứ? Cuối cùng anh cũng tới. Đi. Đi lối này, có thể đến thẳng hầm. Mau lên, mau lên, mau đi theo, mau lên. Mau đóng cửa lại. Hổ tử đâu? Sao chỉ có mình cậu ra ngoài? Hổ tử đã không còn là người nữa. Cậu dám mắng anh em của tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Da cậu ta rơi hết xuống đất. Thảo nào bị trồng không có phản ứng, thì ra là do hắn đổ lốt da người. Thảo nào da đã bị lộn hết rồi. Chắc chắn cậu ấy đã chết. Các người, sao các người dám nguyền rủa anh em của tôi? Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Cô sao thế? Cẩn thận. Đại nhân, nhất định phải thành tâm thì lễ tế mới thành công được. Hai người vẫn còn có thể hối hận. Bản đồ. Đây chính là bản đồ đi đến địa cung. 1000 năm trước, khi tổ tiên ta phong ấn Hô Lục Tà, đã để lại cho hậu nhân đề phòng hắn tỉnh lại. Thì ra bản đồ ở đây. Huynh sẽ hối hận chứ? Trái tim của ta, nàng hiểu mà. Lúc nãy là thật sao? Bản đồ. Tấm bản đồ lúc nãy. Cái gì vậy? Có bản đồ này, chúng ta có thể đến địa cung rồi. Đúng. Đây chính là hang ổ của Hô Lục Tà. Ta phải đi giết hắn. Tôi đi cùng cô. Chuyện này sao có thể thiếu người cộng sự già như em được. Tôi phải giết cái thứ quái quỷ đó, trả thù cho hổ tử. Đúng vậy, người đông thì thế mạnh. Trưởng lão, chuyện này hãy để cho bọn trẻ chúng tôi làm. Mau, mau lên, mau lên. Thank you.
tiếp theo trông cậy vào anh đó. Chúng ta liều mạng với mấy thứ ma quỷ này đi. Là trái tim của Hồ Luật Tà, cũng chính là điểm yếu của hắn. Để tôi thử. Tới ngày hôm nay, các ngươi vẫn nghĩ rằng có thể ngăn được ta. Sao lại như vậy? Vậy thì thử xem. Một nghìn năm qua, không một giây phút nào ta không nhớ đến các ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Cô còn nhớ câu thần chú của thầy phù thủy không? Thầy phù thủy, ta đã nằm ở nơi này gần 1000 năm. Nàng đã từng trải qua sự đau đớn đó chưa? Dương hậu của ta, đồ quái vật già, đi chết đi. Một nghìn năm rồi, dương hậu của ta à, ta đã nghĩ về việc nên đền đáp nàng như thế nào vô số lần. Nàng đã nhốt ta trong bóng tối suốt 1000 năm qua.